thị trường liên tục đảo chiều, các yếu tố về thông tin COVID hay là một số những cái yếu tố về cung cầu trên thị trường hiện tại đang dao động rất là lớn. Thị trường chung chúng ta rơi những phiên 40 điểm, sau đó phục hồi ở những cái phiên 20 điểm như này, lấp được cái vùng gap và hiện tại vẫn ở cân trên của xu hướng tăng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi làm rõ những cái vấn đề liên quan đến cái cung cầu của thị trường ở thời điểm hiện tại và xem sắp tới thị trường chung của chúng ta nó sẽ xảy ra những cái xu hướng nào và cái dòng tiền hiện tại đang ở đâu. Chào mừng anh chị quay trở lại với kênh đầu tư giải trí ông Tài Vlog của em ạ. Hôm nay chúng ta sẽ nói qua về cái thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Thật ra đối với em trong đầu tư thị trường chung nó không hề quan trọng. Tuy nhiên có rất nhiều anh chị em đang hỏi về cái vấn đề thị trường chung của chúng ta như thế nào, thì em xin trình bày một cách đơn giản như thế này. Thứ nhất, thị trường chung của chúng ta sau một cái quá trình tích lũy nó có những cái nhịp tăng lên đây. Tuy nhiên khi mà cái thị trường chúng ta có những cái nhịp tăng vượt đỉnh như thế này, nó rất là rõ, nó hiển thị rất là rõ cho tất cả nhà đầu tư đều biết, và đa phần là các anh chị em đều bỏ tiền vô tham gia những nhịp này. Biểu hiện nó là cái vấn đề thị trường chung đã tạo một cái gap ở đây. Sau cái bùng nổ thị trường chung tạo gap thì dòng tiền nó đã có sự hưng phấn ở đây. Tuy nhiên sự hưng phấn nó kéo dài không lâu và không lớn, với áp lực nguồn cung bán ra rất lớn ở những cái vùng trọng yếu. Sau những cái phiên hưng phấn này, phiên hưng phấn là những cái phiên mà thị trường chung kéo lên rất mạnh bằng việc kéo những cái chu như là Vietcombank, MWG hay là VHMVIP. Thị trường kéo rất là mạnh bằng những phiên bùng nổ như này, kéo trụ là chủ yếu. Thì sau những cái phiên hưng phấn là những cái phiên vùi dập, những phiên step out với khối lượng rất là lớn đó, cùng với kết hợp với cái yếu tố đó là thanh khoản của thị trường bùng nổ do thông mạng, nên là cái yếu tố về cung cầu ở thời điểm hiện tại thì nó hơi khó khăn cho việc đọc cung cầu. Nhưng mà chúng ta thấy được điều gì, càng lên cao thị trường càng gặp phải những cái áp lực bán lớn, và đặc biệt càng xuống thấp thị trường càng bật mạnh. Điều đó chứng tỏ là có một sự rung lắc rất mạnh để tạo tạo cái nhịp cảm hứng cho nhà đầu tư. Cảm hứng đây có nghĩa là gì? Lên trên cao thì sợ bán ra, xuống dưới thấp thì hưng phấn mua vào. Nó cứ dao động liên tục và càng ngày cái dao động nó càng lớn như vậy. Khi mà thị trường nó bùng nổ cái phiên vượt đỉnh hẳn hoi này, phiên hôm hôm thứ tư này, thì đa phần dòng trụ nó kéo và sự hưng phấn đạt rất là cao, thì lúc đó cuối phiên áp lực nguồn cung nó xuất hiện rất là mạnh. Nguồn cung này nó không chỉ xuất phát từ những cái cổ phiếu mid cap mà nó xuất phát đến từ những cái cổ phiếu blue chip trong phiên, ví dụ như là VHM hay là tất cả những cái cổ phiếu mà trần trong phiên cuối cùng nó giảm. Đây này, ví dụ này. Đấy, anh chị thấy không? Nó tăng lên một nửa mà chỉ cần phiên ATC đã đạt rồi. Nó gây cho anh chúng ta một sự hoang mang. Hoang mang đây là gì? Nó bán trong phiên ATC. Cái phiên đó thì chúng ta đa phần nhỏ lẻ giao dịch rất là ít và cái sự bất ngờ nó đến. Sau đó là một phiên đạt của thị trường, nói chung là thị trường hiện tại rất là bất ngờ và nó có những cái biến động lớn. Sau những quá trình nguồn cung kéo dài, nguồn cung tạo ra rất là lớn ở cái vùng đỉnh này, thì thị trường chung xuất hiện những cái biến động lớn. Đó, đó là một trong những cái yếu tố rủi ro anh chị nhé. Bởi vì sao? Cái lượng cung nó lấn áp lực cầu, và cái lượng cung này này chúng ta nhìn thấy rất rõ ở cái dòng chứng khoán với những cái cổ phiếu như SSI. Anh chị chú ý cho em này, với những cái lực cung rất lớn ở vùng đỉnh, khi mà cổ phiếu có một nhịp bứt phá ở đây tăng chậm khối lượng lớn, thì sau đó là liên tục lực cung nó dồn vô đây. Anh chị đừng có nghĩ là nó đang hấp thụ cái vùng này, không đúng, không đúng đâu anh chị. Nếu nó hấp thụ đó, lực cung nó phải giảm dần, mà đằng này lực cung nó càng ngày càng lớn. Đấy, thì chúng ta đặt một cái dấu hỏi, ai bán? Nhỏ lẻ chúng ta em thấy là đa phần kẹp hàng cái dòng chứng khoán rất nhiều. Khi thứ nhất tin tức nó ra rất là nhiều, thứ hai là cái vấn đề tăng vốn, cái game của nó, thứ ba cái tư duy của nhà đầu tư đó là gì, thị trường thanh khoản lớn uptrend, thì cái dòng hưởng lợi đầu tiên là dòng chứng khoán. Cái điều đó em tư duy bình thường. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại, vì chính những cái tư duy đó nên là cả thị trường đổ dồn vào cái dòng này ở thời điểm vừa rồi, nên là cái lực cung này nó rất là lớn, có người mua có người bán. Vậy
cả thị trường nó đè vô dòng chứng khoán này nó mua, vậy ai là người bán? Chúng ta phải đặt một dấu hỏi như vậy. Thì khi mà em là thấy được những cái lực sự hưng phấn ở dòng chứng khoán và sau đó là có những cái lực cung bán ra rất mạnh, cổ phiếu không vượt được đỉnh này, đáng là phiên này là phiên bùng nổ vượt đỉnh này, tuy nhiên khối lượng không tăng và cái biên độ giá rất hẹp, cổ phiếu ở dưới cái vùng đỉnh trước, đó là một cái yếu tố rủi ro và báo hiệu trong nhịp điều chỉnh, thì em đã cho bán ở đâu đó những cái phiên này với phiên này. Nên đấy, nên là mọi người phải để ý giúp em, hiện tại thời điểm hiện tại dòng chứng khoán chưa ổn. Chưa ổn đây là lượng cung rất nhiều, trong quy luật cung cầu đơn giản thôi, cung nhiều thì nhu cầu có bao nhiêu nó không lên được mặt. Tổ chức người ta chỉ điều khiển quy luật cung cầu để điều khiển giá cổ phiếu bằng cách thu gom lực cung để sau đó đưa lực cầu vào nó mới hiệu quả, chứ còn không phải là đưa lực cầu vào tràn lan để đẩy giá cổ phiếu đâu, không phải đâu anh chị. Người ta phải thu gom lực cung sau đó người ta mới đẩy giá cổ phiếu, chứ không có chuyện mà lực cung đang rất nhiều sau đó người ta bơm lực cầu rất mạnh vô để người ta mua, điều đó nó không có tác dụng anh chị. Và chúng ta đã hiểu sai về cái vấn đề đó rồi, nên trước khi đi lên một cổ phiếu dù đi lên ngắn hay dài chúng ta cần nhìn thấy những cái yếu tố cạnh tranh anh chị nhé. Thì dòng chứng khoán vừa rồi có những cái nhịp rũ rất mạnh, rũ đây nè, chúng ta cùng chờ đợi xem cái lực cung sau khi rũ bỏ nó còn nhiều hay không, còn sự hưng phấn hay không, nhỏ lẻ có còn muốn mua hay không, tổ chức có còn bán hay không. Có nghĩa là gì, sau một cái nhịp rơi của thị trường này, thị trường nó sẽ có những cái nhịp điều ổn định trở lại, những cái nhịp rơi này nó sẽ ổn định trở lại trước khi bắt đầu một xu hướng mới. Còn ở trong cái trường hợp này, em nghiêng về cái kịch bản đó là thị trường đi ngang sau đó tiếp tục rơi. Vì sao lại đưa ra kịch bản đó? Vì thứ nhất, lực cung trên đây quá lớn thì chứng tỏ cái mức chiết khấu trên đây chưa đủ rẻ. Mà một khi cái mức chiết khấu nó chưa đủ rẻ thì với những nhịp rơi 3,2% 40 điểm một cách bất ngờ như thế này, thì lực đầu tư nhỏ, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn chưa thoát khỏi thị trường đâu. Sau đó có những cái lực kéo như thế này, sự hưng phấn quay trở lại ngay. Đó, mà chúng ta biết được rằng thị trường đi lên trong sự hoảng loạn, những cái nhịp rơi mà rơi lủng hết tất cả hỗ trợ kháng cự này thì thị trường đi lên được. Còn ở đây này, còn vui lắm, anh chị còn vui lắm. Nên là cái vấn đề mà thị trường chung thời điểm bây giờ nó kéo á, rất rủi ro. Mà cái yêu cầu của em đặt ra với thị trường này là có những cái nhịp rơi đủ mạnh để làm gì, để loại bỏ những cái nhà đầu tư yếu bóng vía, những cái nhà đầu tư bị lỗ, đang gồng lỗ. Bây giờ thị trường nó quay trở lại nó tăng á, thì các nhà đầu tư đó sẽ về vô đó, thì lại gặp một cái lượng cung rất lớn bán ra. Khi mà thị trường chung tăng trở lại, các nhà đầu tư nhỏ lẻ về vốn thì lại gặp những cái lượng cung rất lớn bán ra. Đó chính là những yếu tố rủi ro. Khi mà lượng cung lớn nó bán ra thì tổ chức người ta không mua vào giá cao, mua vào giá cao cho anh chị, bán ra giá cao cho anh chị. Mà mình phải hiểu nè, tổ chức là người ta gom hàng ở vùng giá thấp sau những cái nhịp hoảng loạn để người ta thu gom được lượng lớn nguồn cung, sau đó người ta mới đánh lên. Ở đây nguồn cung rất lớn, vậy thì người ta muốn thu gom được cái nguồn cung này nè, người ta phải đánh xuống anh chị ạ. Chứ còn mà đánh lên là thời điểm này gặp lực cung trên đây là cổ phiếu nó sẽ gãy liền, VN đất nó sẽ đi xuống liền. Nên cái quan điểm của em ở thời điểm hiện tại, thị trường nó sẽ có những cái nhịp đi ngang cân bằng trở lại trước khi có những cái nhịp điều chỉnh đủ chiết khấu sau đó quay trở lại. Còn vẫn có những cái xác suất thị trường trung tăng, tuy nhiên em đánh giá không cao với cái sự lan tỏa dòng tiền ở thời điểm hiện tại, đánh giá không cao với kịch bản thị trường trung tâm. Chúng ta cùng nhìn vô các dòng các ngành để đánh giá cái yếu tố này anh chị nhé. Hiện tại tâm lý nhà đầu tư rất là hoang mang, bán này, mua này, bán mua liên tục đấy. Đây là phiên này là thứ hai hàng mới về, trong khi có rất nhiều nhà đầu tư kẹp hàng ở những cái vùng đỉnh này, vậy thì liệu thị trường chung nó có kéo lên hay không? Đó, phải đặt ra những cái câu hỏi đó. Những cái phiên sub out này là đã có một lực cung bán ra rất mạnh ở cái vùng này, và trong T cộng thì với những cái lực cung này họ chưa thể nào tham chiến được đâu anh chị. Lực cung này em đánh giá là lực cung của tổ chức. Khi chúng ta nhìn thấy tất cả những cái điểm mua an toàn đó, nó đều mang tới cái rủi ro, mang tới cái rủi ro đó là gì, nó đi lên sau đó điều chỉnh rất lớn. Ví dụ Masan đấy, Masan mặc dù tích lũy rất đẹp, đi lên rất đàng hoàng, rất tuyệt vời, tuy nhiên trên đây vùng dao động rất lớn này anh chị thấy không? Với những dao động lớn như thế này ở thời điểm hiện tại
thì để cổ phiếu đi lên được á, đi lên được ngay á là điều không thể anh chị. Nó cần sự tái tích lũy ở đây, và cái kịch bản tốt nhất đó chính là tích lũy vùng 100 này trước khi có những nhịp tăng mới. Và cái cổ phiếu này là đây chính là tích lũy nhá, không phải phân phối nha anh chị. Chúng ta phải đánh giá quá trình rõ ràng. Tuy nhiên có những kịch bản xấu có thể xảy ra khi mà thị trường chung nó có những cái biến động, cổ phiếu này nó có thể quay về cái vùng trending ngay, cái vùng này thì bắt buộc chúng ta phải hạ tỷ trọng, cắt lỗ hoặc là chốt lại đối với cổ phiếu này. Bởi vì sao? Vì không ai chống lại được thị trường chung đâu anh chị. Thậm chí cổ phiếu này khi nó bùng nổ phiên này em kêu nó sẽ chấp luôn thị trường chung nếu mà thị trường chung gãy ở cái phiên này, nhưng mà sau đó thị trường chung nó chưa gãy phiên này, nó gãy phiên này đấy, hoặc là sắp tới nó gãy ở đây, thì cái cổ phiếu này chúng ta sẽ có cách xử lý sao cho nó phù hợp. Bởi vì á khi mà cổ phiếu nó bứt phá mẫu hình này này, giai đoạn này là giai đoạn tích lũy rất dài của cổ phiếu nha anh chị, giai đoạn tích lũy rất dài này. Đã rất nhiều lần cổ phiếu nó không vượt được đỉnh này, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, tới lần thứ năm nó vượt, thì chúng ta đặt một dấu hỏi lực cung ở đây rất là lớn. Lực cung này có hai dạng, nhắc lực cung thực, những nhà tư kẹp hàng đây, khối lượng này anh chị, đấy khối lượng này. Lực cung thứ hai đó chính là lực cung tâm lý. Cung tâm lý ở đây là gì? Là khi mà chúng ta thị trường nó kéo cái vùng này lên là anh chị, nó nhìn thấy những cái vùng khá cực lớn này, nhà tư nhỏ lẻ bắt đầu nghĩ là sẽ có những cái thằng bán ra ở đây nên bán theo, thì đó gọi là áp lực lực cung. Nên cái cổ phiếu đa phần khi nó bứt phá khỏi được một cái mẫu hình lớn của nó kéo dài 6 tháng 5 lần, 1 2 3 4 lần vượt đỉnh không thành công đó, thì bây giờ nó cần cái thời gian tái tích lũy. Thời gian này á đa phần em gọi nó là pha E của mẫu hình và tái tích lũy trở lại. Và đặc biệt cổ phiếu này đang chạm phải cái kháng cự đỉnh của nó, đỉnh mọi thời đại đây, nên cái vấn đề điều chỉnh là hết sức bình thường. Nhưng mà chúng ta không cần phải lo lắng, bởi vì sao? Chúng ta định dạng được đây chính là quá trình tích lũy. Định dạng thứ hai, dòng tiền lớn đi vào liên tục, thì đây chính là dòng tiền của Bitcoin tổ chức. Vậy thì những cái dòng tiền này nè, nó có hai trường hợp: một nó kéo, hai nó tái tích lũy xong nó kéo đó. Và đây gọi là dòng tiền ngủ. Nếu nó tái tích lũy, chúng ta cùng kỳ vọng vào những cái nhịp tăng mới của con này khi nó có sự tái tích lũy trở lại anh chị nhé. Những cổ phiếu trụ đấy, dòng tiền vào rất mạnh. Con này anh chị thấy giống con nào anh chị? Giống một cái cổ phiếu của ngành bất động sản đấy anh chị, để ý em nè. Mẫu hình hòn đảo cô đơn này bùng nổ lên, rũ xuống, cạn cung, bùng nổ trở lại, thì những cái mẫu hình này nó sẽ đi lên. Tương tự có cổ phiếu như KDH này, nó không khác gì luôn á, đây là xuống đi xuống này, nó bùng nổ vượt cái mẫu hình này nhưng nó không đi lên liền, nó rũ lại cạn cung trước khi đi lên. Thì công việc công banh nó sẽ đi theo kịch bản của con này anh chị nhé, và mục tiêu của nó sẽ lớn đấy. Những dòng tiền này vô thì anh chị yên tâm đi, thị trường chung có rơi thì cổ phiếu đâu đó nó cũng lăn quanh đây rồi đi lên thôi, không có vấn đề gì phải lo lắng hết. Có nghĩa là gì? Thị trường chung nó chỉ là cái yếu tố tâm lý, còn trong thị trường chung nó có vài ngàn mã cổ phiếu, và cái sự vận động của vài ngàn mã đó nó phụ thuộc vào những cái Bitcoin, những cái tổ chức, những cái cơ bản doanh nghiệp bên trong cái cổ phiếu đó, và những cái biến động ngắn hạn đối với thị trường á nó chỉ là ngắn hạn thôi anh chị. Còn một khi dòng tiền là tham chiến ở những cái mẫu hình rồi thì lúc đó chúng ta có thể tự tin cầm và nắm giữ. MWG, cổ phiếu dẫn dắt giai đoạn này, đây chính là cổ phiếu dẫn dắt này anh chị. Nói đơn giản thôi, mẫu hình nó tuyệt vời, mẫu hình đó là mẫu hình mạnh nhất trên thị trường Việt Nam luôn. Đó gọi là gì anh chị? Nền trên nền tảng. Mẫu hình này em đánh giá cao nhất trên thị trường Việt Nam. Sau đó tích lũy dao động lớn, khối lượng lớn này nó không tăng đâu. Phiên này em không bao giờ cho mua, phiên này em bán à. Vì sao? Vì trước những cái biến động lớn về khối lượng, về biến động giá lớn như này, cổ phiếu không thể nào đi lên được. Đặc biệt đối với dòng blue chip. Nên nó cần phải tái tích lũy trở lại bằng cách rũ bỏ cạn cung như thế này. Đây điểm mua đầu tiên, đây điểm mua tiếp theo này. Thắng, ai mua con này sẽ thắng anh chị nhé. Nó đơn giản thôi, chúng ta đừng có sợ thị trường chung mà bỏ lỡ những cơ hội như thế này. Mẫu hình này rất tuyệt vời, đặc biệt con này nó có sự tái tích lũy ở vùng đỉnh 52 tuần, đỉnh mọi thời đại của nó ở đây.
với một cái mẫu hình rũ bỏ cả cung. Đây một mẫu hình vết A kênh trên mà em có dạy trong cái khóa học, khá là tuyệt vời. Và cái món quà này á chính là cái món quà em tặng học viên khóa trước của em. Khi mà cổ phiếu nó dao động ở những vùng này thì em lại tặng học viên với hai để mua này rồi đấy. Đó đó là cái cách chúng ta chuẩn bị kịch bản cho những cái cổ phiếu hàng đầu thị trường, nên mọi người chú ý sắp tới sẽ có những cái cổ phiếu tương tự như vậy, chúng ta cùng chờ đó đó để đón những cái món quà đó. Thị trường chung á nó càng xấu nó càng tốt anh chị ạ. Khi thị trường chung điều chỉnh chúng ta sẽ nhìn được một cái vấn đề, đó là gì, cổ phiếu nào mạnh hơn thị trường, cổ phiếu nào mạnh nhất, cổ phiếu nào dòng tiền ở lại được thì cổ phiếu đó mạnh nhất, cổ phiếu nào nhỏ lẻ thoát hàng thì cổ phiếu đó mạnh nhất, cổ phiếu nào đi lên được khi thị trường chung rơi đó là siêu cổ phiếu, và phải đi lên dựa trên một cái mẫu hình nhất định chứ không phải là đi lên một cách ngẫu nhiên anh chị nhé. Nên là chúng ta cứ hy vọng đi, không vấn đề đâu, đừng có lo sợ thị trường chung. Và ở trong những cái video vừa rồi em có nói về cái vấn đề thị trường chung rơi nhưng mà em chưa cho bán cổ phiếu. Có một yếu tố em xin nhấn mạnh lại với anh chị này, khi tham gia thị trường này chúng ta phải hiểu rõ cái vấn đề giao dịch ở những cái thời điểm mà thị trường chung nó nóng như giai đoạn này, chúng ta phải bỏ qua yếu tố tâm lý của nhỏ lẻ. Yếu tố tâm lý nhỏ lẻ đa phần nó đến trước lúc 10 giờ sáng đó, nên mọi người phải chú ý giúp em. Em cứ trước 10 giờ sáng là em đi, em không có giao dịch đâu, đặc biệt là lúc thị trường chung nó hoảng loạn. Thì sau 10 giờ sáng chúng ta sẽ thấy được cái sự hoảng loạn xong rồi thì kết quả nó là gì. Chứ còn trước 10 giờ á, em thấy anh chị rất là hoảng loạn, rất nhiều người nhắn tin em phải xử lý con này con kia như thế nào. Tuy nhiên á, em chỉ nói một điều thôi, sau 10 giờ chúng ta quay trở lại đó. Và sau đó chúng em nhìn thấy được cái vấn đề là thị trường đang quay trở lại khá là hưng phấn. Hưng phấn thì đa phần với một cái thị trường biến động lớn à, hưng phấn nó sẽ kéo dài phiên hôm nay tới phiên ngày mai. Vậy thì tại sao phiên hôm nay chúng ta phải bán mà không đợi phiên ngày mai, sáng mai chúng ta bán đó? Nên ngày mai chính là một cái cơ hội tuyệt vời để chúng ta cơ cấu hàng. Đây là cơ cấu anh chị, chứ không phải bán toàn bộ hàng để chúng ta ra khỏi thị trường, đúng đó ạ. Chúng ta cơ cấu những cái mã yếu. Và đặc biệt em nhìn thấy một cái vấn đề, thời điểm hiện tại thị trường chung nó sẽ bước vào một trạng thái cân bằng bởi vì những cái lý do sau. Thứ nhất, những cái dòng như là cổ phiếu chung như là Vinhome này đấy, sau quá trình bùng nổ nó rụ xuống thì nó cần thời gian tái tích lũy, đó là cái sự cân bằng đầu tiên. Và những cái cổ phiếu này nó sẽ tác động rất lớn đến thị trường, hay con vít anh chị thấy không, nhịp rơi rất mạnh quay trở lại em 10 ngày dao động ở đây. Vậy thì với những khối lượng lớn này, cổ phiếu này chưa thể đi lên ngay mà nó cũng không xuống nữa, bởi vì sao, vì vừa rồi nó có sự rút chân rồi, nó lấp đúng cái gap rồi. Đó là yếu tố của Big Boy, những cái tay to đang chơi giao dịch con này đấy, nên mọi người chú ý giúp em. Và cổ phiếu này nó cần đạt trạng thái cân bằng trước khi chúng ta mở mua những mới. Và chú ý con này đó em, con này đánh dài ra nó cứ có để mua nào mình nhảy vô mình mua đấy, đánh nhiều vô, đánh lớn vô với con này giúp em, cứ có để mua chúng ta nhảy vô chúng ta mua chứ tuyệt đối đừng có sợ hãi đấy, mọi người chú ý giúp em. Và cái điểm mua này, con này em sẽ dành cái sự chú ý đặc biệt trong thời gian sắp tới, chứ không phải ngày mai, ngày mốt hay tuần sau. Trong thời gian sắp tới nó sẽ xuất hiện những cái tín hiệu mua và em sẽ báo cho mọi người mua, bởi vì sao, vì cổ phiếu này nó lớn, mua thoải mái không vấn đề gì hết. Có những cái cổ phiếu nhỏ chúng ta không thể nào bóp lít lên cộng đồng được, bởi vì những cổ phiếu đó mà nhỏ lẻ đu bám nhiều á, nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng, những cái đội lái, những cái tổ chức người ta ok, mặc dù cơ bản nó tốt, mẫu hình nó đẹp, nhưng mà sức đeo bám nó làm cho các tổ chức người ta muốn rũ bỏ lần nữa trước khi đi lên. Nên là đa phần là những cái cổ phiếu mà nhỏ mà có sự đeo bám nhiều nó sẽ rũ bỏ rất mạnh anh chị nhé. Nên là cái cổ phiếu này nó sẽ cân bằng trở lại, đây cũng là một tín hiệu để chúng ta báo hiệu thị trường nó sẽ có những nhịp cân bằng mới. Hay Masan này, nó cần thời gian cân bằng với những cái biến động lớn này, nó không đi lên liền được, mà ở đây cái vùng hỗ trợ nó rất mạnh, nó không trả đi xuống được đâu anh chị, nên là chúng ta cần cái thời gian tái tích lũy, thị trường nó sẽ ổn định đấy. Một số cái cổ phiếu khác nữa đấy anh chị thấy không, những cái nhịp rơi xong kéo á này thì nó cần thời gian ổn định chứ nó không thể nào đi lên liền đó chị. Đặc biệt á, mọi người chú ý giúp em, đây chính là cái nguồn cung siêu to khổng lồ, nguồn cung nó sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu đó anh chị, nguồn cung lớn
trong quy luật cung cầu, cung lấn áp cầu, giá sẽ giảm. Vậy thì chúng ta, các tổ chức cần thời gian để hấp thụ cái lượng cung này trước khi đi lên, thì cái thời gian đó chính là cái thời gian ổn định cân bằng cung cầu. Đó. Đấy, những cái lượng cung lớn này, khối lượng lớn, giao dịch lớn này, giá cổ phiếu không tăng nha anh chị. Chú ý cho em cái đặc điểm này. Dao động lớn, giá không tăng, cẩn trọng với cổ phiếu này. Em, quan điểm của em đối với cổ phiếu này, nó sẽ có những nhịp rũ ở đây. Cạn cung trước khi đi lên, nó sẽ là cái kịch bản tuyệt vời nhất. Anh chị nhé, ai có hàng mua những cái điểm này thì cũng tiếp tục nắm giữ được. Đây là những cái điểm mua khá là an toàn. Những cái cổ phiếu này nó cần đạt trạng thái cân bằng trước khi đi lên. HVBank này, dao động lớn, khối lượng lớn này. Hòa Phát, vừa rồi có rất nhiều anh chị bán ở những cái điểm này. Thì quan điểm của em như thế này, với những cái cổ phiếu nó tích lũy ở vùng đỉnh, nó chạy nước rút với khối lượng lớn, giá tăng mạnh liên tục như vậy, giá tăng rất mạnh như thế này, thì nó không thể nào nó phân phối ngày một ngày hai được, mà nó cần cái sự hưng phấn nhất định. Anh chị chú ý cho em này, cái sự hưng phấn này nó chưa đạt đâu, cổ phiếu mới đi lên được đoạn này và điều chỉnh ngay hai phiên. Với cái tính cách của con này, anh chị để ý, nó không đi lên nhiều, nó đi lên chậm chậm chậm, nó điều chỉnh, đi lên từ từ, nó điều chỉnh, đi lên nó điều chỉnh, lên điều chỉnh, thì nó sẽ tạo một cái áp lực cho nhỏ lẻ. Thói quen nó là gì? Đi lên được đoạn, cổ phiếu này sẽ chỉnh và bắt đầu bán ra đây, bán ra những phiên này, bán bằng mọi giá. Vậy thì cái cổ phiếu này liệu nó có dừng lại ở đây không? Khi mà mọi thứ đang tốt như vậy, nó sẽ kéo những cái nhịp hưng phấn, và cái nhịp kéo này chính là nhỏ lẻ sẽ kéo nó lên anh chị nhé. Chính là nhỏ lẻ sẽ kéo lên, biểu hiện bằng cái khối lượng. Ngày mai anh chị xem, chú ý coi có phải không. Và khi mà cái cổ phiếu này có những cái nhịp chạy nước rút, khối lượng thấp, nhỏ lẻ mua vào vùng này này, thì chúng ta chờ đợi những nhịp gãy và nhịp bán ra đối với cổ phiếu này trên vùng này. Tuyệt đối không bán non với cổ phiếu này, rất tuyệt vời đấy. Và có trường hợp nữa, nếu mà cái con này á, nó còn mạnh nữa, nó về được 70-80 á, thì vùng này nó sẽ tái tích lũy như vít anh chị nhé. Đó là hai kịch bản rất tuyệt vời. Và một khi nó tái tích lũy, chúng ta còn một nhịp tăng mới. Còn đây nó kéo lên đó, thì chúng ta hết nhịp tăng rồi. Và những cái cổ phiếu này, nó hết nhịp tăng ở thị trường đó, thì nó cũng chính là lúc thị trường chung nó sẽ có những nhịp điều chỉnh đấy. Nên là mọi người chú ý, vì sao em kêu thị trường chung nó sẽ cân bằng trong giai đoạn sắp tới? Vì những cái cổ phiếu này chưa chạy hết chu kỳ, và nó đang ngấp nghé trong quá trình chạy hết chu kỳ anh chị nhé. Đấy, nó sẽ có tín hiệu kéo lên đấy. Nên là mọi người chú ý, thị trường nó sẽ có sự cân bằng ở đây. Và cái sự cân bằng này, chúng ta không phải là nơi để chúng ta mua đâu anh chị. Chúng ta cầm nắm cổ phiếu, những con nào có dòng tiền đi vào rồi, như những con này, tuyệt đối đừng có bán ra, bán non. Những cổ phiếu này á, với những cái mẫu hình này, với những cái điểm mua an toàn đây, chúng ta có thể kỳ vọng ít nhất là 20-25%. Anh chị nhá, tuyệt đối không bán non với cổ phiếu này. Nói dẫn dắt đấy. PNC cũng thế. Đây là những cái biến động lớn. Biến động lớn thì cần thời gian tái tích lũy. Và đặc biệt, cổ phiếu này anh chị chú ý gấp cho em trong thời gian sắp tới. Vì sao? Nó đang chạm đỉnh mọi thời đại của nó. Cái đỉnh này nè. Và một cái, đối với một cổ phiếu mà chạm đỉnh mọi thời đại, nó có sự tái tích lũy ấy, thì đây chính là những siêu cổ phiếu. Giao đoạn này em không cho mua vì có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, nó biến động rất lớn ở vùng này. Và đối với cái quan điểm phương pháp em, trước những cái sự tăng giá mạnh của cổ phiếu tuyệt đối không có, không được có những cái biến động lớn. Để làm gì? Để đảm bảo cho một cái vấn đề, đó là không có sự hưng phấn ở đây. Anh chị thấy không? Sự hưng phấn kéo lên đặt xuống là kéo lên đặt xuống là hưng phấn. Và một cái sự hưng phấn này á, nó sẽ tạo cho cái cổ phiếu không thể nào đi lên mạnh được. Nhưng nếu mà nó tái tích lũy lại được cái vùng này nè, thì đó chính là siêu cổ phiếu anh chị nhé. Gọi là cái này gọi là gì anh chị? Nền số 2 của màu hình đấy. Nền này gọi là nền bắt đúc đấy, BU đấy. Ai học em sẽ hiểu rất rõ chỗ này. Nó tái tích lũy được thì đây chính là siêu cổ phiếu anh chị nhé. Tuy nhiên chúng ta cùng chờ đợi cái cách tích lũy của nó, và thị trường chung sẽ cân bằng bởi nó. Tiếp theo em sẽ đưa ra một cái lý giải nữa, tại sao thị trường chung sẽ cân bằng. Chúng ta cùng nhìn một số cái cổ phiếu dòng mid cap, ví dụ như là CRE này, cổ phiếu này với những cái điểm mua an toàn, điểm mua siêu cổ phiếu này, với những cái điểm mua siêu cổ phiếu mà nắm giữ này, thì tuyệt đối anh chị nào mua được chung với bên em ở đây đừng có bán ra anh chị nhé, hay mua ở đây này.
tuyệt đối chưa bán ra để cho nó cái chạy hết chu kỳ đi. Đối với những cái cổ phiếu đầu cơ như thế này, vượt đỉnh mọi thời đại như thế này, nó sẽ có những giai đoạn chạy nước rút và nó chạy rất mạnh phiên này, nó tăng trần đầu phiên, đầu phiên nó tăng trần ATC tạo một cái áp lực bán cho cổ phiếu. Bởi vì sao? Vì nó tăng cao hết rồi, nó chỉ có việc giảm xuống thôi, thì đa phần cái nhà đầu tư nó sẽ có cái tâm lý đó là bán ra, chứ không phải tạo gap. Đó là hưng phấn đó chị, cái gap hưng phấn không phải gap tăng trần đâu, cái gap hưng phấn là nó tăng một đoạn, chứ còn cái gap mà tăng trần rồi kịch biên độ rồi không ai mua được nữa đâu đó. Nên anh chị chú ý với em này, cái gap tăng trần không phải là gap hưng phấn, đó không phải điểm bán của anh chị đâu anh chị nhé. Nên á, khi mà trong phiên điều chỉnh xuống tá tích lũy lại thì nó sẽ đi lên tiếp, đây là tín hiệu nâu đêm mình ba, thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục đi lên tiếp anh chị nhé. Tín hiệu này là tín hiệu đi lên tiếp của cổ phiếu ấy. Thế nào, giảm khối lượng thấp mà tăng số lượng lớn, úp trên mặt đấy. Nên mọi người cứ cầm nắm tiếp cho em con này, đó là phương pháp em cứ mua đúng, cứ cầm đi, đừng có sợ thị trường chung, sợ làm gì cho nó mệt người đó. Chúng ta cứ cầm cầm đến khi nào nó chạy đủ nhịp của nó sẽ tự động nó gãy. Nếu nó sẽ gãy bằng cái cách là gì, chạy nước rút, khi nào mà nó mở biên tăng trần khối lượng lớn đó, chúng ta bắt đầu bán dần ra đối với cổ phiếu này xong đó. Vậy đó, đó là cái cách em đánh cổ phiếu, hay những cái cổ phiếu như là PC1 này, những cổ phiếu đầu cơ rất mạnh thì nó bắt đầu nó có những cái nhịp quay trở lại ở lấp gáp đấy. Cái gáp dưới đây nó còn lấp được nè, anh chị nào mà đi theo em với con này chắc cũng đau khổ lắm đấy. Sau khi lấp gáp xong thì những cái cổ phiếu này chắc chắn sẽ quay trở lại, điều đó điều đương nhiên, hoặc nó sẽ cân bằng đây trước khi nó rơi, đó những cái kịch bản. Nhưng mà đa phần nó sẽ không rơi, bởi vì cái khối lượng đây test đáy là rất là thấp, và một khi cái khối lượng thấp này chứng tỏ là cái nguồn cung bán ra nó không còn nhiều, thì cái áp lực bật lên nó sẽ rất cao. Và em đánh giá này, khi mà cái dòng tiền á, ở thời điểm hiện tại vừa rồi á, là dòng tiền nó tập trung vào trụ, nó tập trung cả tuần 2 tuần vào trụ, thì nó làm cái xu hướng nhỏ lẻ mid cap bắt đầu nó giảm giá rất mạnh nè. Cái này là lặp đi lặp lại nha anh chị, giai đoạn vừa rồi nó không có, giai đoạn uptrend trước nó không có, dòng mid cap nó giảm giá mạnh, dòng trụ nó tăng chỉ kéo vài con thôi, bắt đầu nó thu hút dòng tiền nhỏ lẻ. Nhỏ lẻ nó có một cái tín hiệu rất là hay, đó là chậm chạp, rất chậm. Blue chip nó kéo được một đoạn rồi, nhỏ lẻ bây giờ mới bắt đầu bán ra những cái cổ phiếu hoang mang này, mà bán ra mà một khi cầm tiền vào lại bị những cái cổ phiếu blue chip đó nó dụ vào mua, mua những blue chip, mua những cổ phiếu lớn, thoát khỏi những cổ phiếu này. Vì sao? Vì lỗ quá thôi nên thoát, bán cắt lỗ và tham bỏ tiền vô những cổ phiếu lớn. Thì đó là cái dòng tiền nhỏ lẻ nó xoay sang các trụ, mà một khi dòng tiền nhỏ lẻ xoay sang các trụ thì dòng tiền lớn nó sẽ xoay về lại mid-cap đó. Quan điểm của em là trên thị trường này là nhỏ lẻ lúc nào bị vật lông, nên là lúc nào thị trường chung big boy nó cũng sẽ đi trước nhà tư nhỏ lẻ hết. Sau khi dòng trụ nó xong xuôi, sau khi dòng trụ nó điều chỉnh xong, dòng này nó tăng ngược lại, nhỏ lẻ mới thấy dòng này ngon nhảy vô mua, thì lúc đó cổ phiếu bắt đầu nó giảm, thị trường chung điều chỉnh đấy. Nó là vậy, bản chất bao nhiêu năm nay nó cũng vậy. Nên là chúng ta chú ý này, cái dòng mid cap nó đang có tín hiệu tạo đáy, mà một khi nó tạo đáy nó sẽ có thời gian cân bằng trở lại. Nên thị trường chúng ta ở thời điểm hiện tại nó sẽ có sự cân bằng anh chị nhé. Hay là DIG đấy, những cái cổ phiếu nó đạt được sự cân bằng ở vùng đáy này, rủ mặt thì nó cân bằng lại đi lên lại là chuyện hết sức bình thường. Chúng ta không việc gì phải bán lúc hoảng loạn đối với cổ phiếu này đó. Ok, để mua này là để mua sai, sai vì nó không đúng, sai vì nó không lên. Chứ còn nếu nó lên thì điểm mua này nó sẽ là điểm mua thứ nhất. Trong viết A, trong cái cách mua của em thì đây chính là điểm mua 30% vốn. Còn cái điểm mua bùng nổ trên đây này là điểm mua 70% vốn anh chị nhé. Nên là quan trọng trong đầu tư là cách quản trị vốn, quản trị điểm mua, chứ không phải là mua đúng mua sai. Nên mọi người đa phần á, em mua, em cũng mua sai là bình thường, em cắt lỗ bình thường, nhưng mà em thu ít. Còn đa phần các anh chị á, thấy em mua những cổ phiếu này là đánh 100% vào thì thu nhiều là đúng rồi, em đặt có 30% thôi. Vì sao? Vì em biết được đây chỉ là điểm mua đầu tiên. Còn nếu mà cổ phiếu này nó muốn hoàn thành màu hình, nó phải có được cái điểm mua tiếp theo, điểm mua bùng nổ bứt phát màu hình. Đó là quan điểm của em, điều đó điều chắc đương nhiên luôn. Và cái điểm đó nó phải bứt phát được cái vùng này anh chị, vùng giá 31 này đó. Nên mọi người chú ý, đó là lý do tại sao đi vốn nó mới quan trọng, chứ không phải mua đúng nhiều nó quan trọng đâu. Đúng
ít thôi, nhưng mà mỗi lần đúng chúng ta kiếm rất nhiều tiền. Còn sai có thể sai nhiều, nhưng mỗi lần sai chúng ta mất ít tiền, đó là vậy. Còn ai lỡ kẹp hàng vùng này nè, em khuyến nghị không cho bán. Bởi vì sao? Vì nó rơi một nhịp hoảng loạn, kết hợp với cái vấn đề thị trường chung có sự hoảng loạn ở đây, và bây giờ nó quay trở lại thì chúng ta chờ đợi nó quay về những cái vùng giá vốn của nó. Đây chính là vùng giá vốn của tổ chức này đấy, vùng này ít nhất nó sẽ quay về được cái vùng đâu đó 29 để chúng ta có thể xử lý bán, không vấn đề nữa. Đừng có vội vàng, đừng có sợ hãi, đợi thị trường chung ổn định chúng ta sẽ xử lý dòng này. Khi thị trường chung bị bán tháo dòng nào á thì giai đoạn sau dòng đó dòng tiền nó sẽ quay trở lại. Mọi người chú ý giúp em chỗ đó. Vừa rồi dòng Bitcoin bị bán ghê lắm, thì trong giai đoạn tuần tới này quan điểm của em á, dòng tiền sẽ quay lại dòng Bitcoin khi thị trường chung có sự ổn định đi ngang ổn định đấy. Hay TP Bank này đó, những cổ phiếu này rất nhiều anh chị đu phiên này, mua thất bại, thất bại vì đây là chỉ là điểm mua thứ nhất, là thứ nhất. Thứ hai, trong cái phiên mua bùng nổ này chúng ta phải chia vốn ra, với những cái phiên bùng nổ nó vượt lên nó đạt xuống như này thì chúng ta chỉ có thể đi được đâu đó 2 phần 3 vốn của 30% vốn thôi đó, cái điều đó nó không đáng kể anh chị nhé. Nên là cái quan trọng vẫn là cái đi bộ đó, đôi khi nó rất là khó cho nhà đầu tư mà chưa có kiến thức như vậy đấy, nó phải có cách đi vốn. Và với cái điểm mua chính của con này nó phải bứt phá khỏi cái mẫu hình vùng đỉnh này nè, vùng giá 30.8 này, nó phải bứt phá với khối lượng lớn hơn những cái khối lượng ở đây 13 triệu cổ phiếu thì nó mới thành công. Đó là cái quan điểm quy luật cung cầu. Và cổ phiếu này tại sao á nhiều anh chị mua ở đây kẹt, em vẫn chưa cho cắt lỗ, vì nó đơn giản nó mở một cái gap đây. Và đối với em cái gap mà cái gap đi xuống á, đó chính là cái gap hoảng loạn. Một khi xuất hiện gap hoảng loạn nó lóc ngay, đa phần là vậy. Vậy thì tại sao chúng ta không chờ đợi nó quay trở lại, thậm chí là chúng ta huề vốn chúng ta cắt ra không vấn đề vậy đó, nó sẽ quay đấy, thậm chí là khi ngày mai luôn á. Nên ngày mai chúng ta chờ đợi xem cái cổ phiếu này nó quay lại, chúng ta hạ dần tỷ trọng ra anh chị nhé, chấp nhận đau thương đi. Bởi vì sao? Một cái cổ phiếu mà một khi nó rơi như thế này nó không đi lên liền được nhau đâu nha anh chị, 12% nó không lên liền rồi, nó muốn lên liền nó phải lên cho đây nó rủ lại lần nữa, đâu đó rủ lại lần nữa đâu khoảng 3-4%, 5% rồi đó nó mới lên được, là chúng ta còn một nhịp rủ đằng sau nữa đấy, đặc biệt luôn còn nhịp rơi đằng sau nữa. Và cái nhịp rơi này nếu mà nó rơi hơn bé hơn 6% thì xác suất đi lên cao rất là cao, còn nếu nó rơi trên 12% rất có thể đao chen đấy, đao chen nó cổ phiếu ấy, nên chúng ta không dự đoán. Còn cổ phiếu này ngày mai bùng nổ lên này chúng ta cắt lỗ hoặc là về vốn chúng ta bán ra đấy, tuyệt đối đừng có cố gắng hy vọng, không phải là nó giảm xong nó hồi lại chúng ta hy vọng đâu, không đúng đâu. Ngày mai em sẽ cho bên em cắt lỗ hoặc là bán về vốn đối với con này nhé. Đừng có mua bán lúc thị trường chung hoảng loạn, chúng ta hãy mua bán khi mọi thứ nó bắt đầu ổn định trở lại. Đó là phương châm đầu tư của em, và cắt lỗ nó không vậy. Có rất nhiều anh chị hỏi em á, là sao mà em dạy cắt lỗ 4%, cắt lỗ 4%, tuy nhiên có những cái trường hợp 10% em không cắt. Thì em xin nói thẳng với anh chị như thế này nè, em chỉ cắt lỗ 4% khi thị trường chung ổn định, còn thị trường chung hoảng loạn á 10% em cũng cắt, đợi nó ổn định trở lại em cắt, không vấn đề gì hết. Bởi vì sao? Cái sự hoảng loạn nó đi kèm với sự bán tháo, mà bán tháo là bất ổn định, mà một cái liên quan đến cung cầu mà mất ổn định thì nó sẽ đạt được cái trạng thái ổn định bằng cách tăng trở lại anh chị nhé. Nên là đa phần á tại những cái nơi hoảng loạn, ở trong những cái kênh đi lên, kênh tích lũy thì sẽ có đạt được những cái trạng thái cân bằng, và những cái trạng thái cân bằng đó chúng ta sẽ cắt lỗ anh chị nhé. Chứ còn tuyệt đối đừng lỗ 10% trong hoảng loạn thấy sợ quá bán ra đó, đôi khi không đúng đâu. Thị trường chung có những cái phiên như thế này, VN đất này, giai đoạn này em còn nhớ rất rõ mà, phiên nhập sàn này có rất nhiều anh chị hoảng loạn kêu bây giờ muốn bán mà bán được, ngày mai là ATO bán phiên này, bán sàn bán được, chất sàn bán được, ngày mai đòi đặt ATO bán. Thì em nói gọi điện em thì em nói câu này, thứ nhất đây là một cái gap lớn, cái sự hoảng loạn quá lớn thì chắc chắn sẽ quay trở lại thôi, còn nếu mà nó muốn rơi nữa thì nó cũng sẽ quay trở lại trước khi nó rơi tiếp một nhịp nữa. Đó là cái quy luật rồi anh chị ạ.
Và đặc biệt các cái quy luật này nó chỉ xuất hiện khi một cái thị trường uptrend lớn, chứ còn thị trường mà downtrend á, quy luật đó nó không xảy ra. Đây là anh chị thấy không? Nó rơi mạnh, nó đi ngang xong rơi tiếp, nhịp rơi sau sẽ càng mạnh hơn nhịp rơi trước đó. Nên chúng ta phải định vị được hiện tại thị trường đang ở đâu để chúng ta có những cách giao dịch mua bán nó phù hợp. Chứ còn nhịp rơi này, rơi như thế này mà đợi nó ổn định, nó hồi phục lại, không có đâu chị, nó còn rơi nữa. Nên chúng ta phải biết được nơi nào á nó rơi nó sẽ hồi phục, nơi nào nó rơi xong nó rơi mượn mạnh nữa. Đa phần thị trường chung á, khi xuất phát ở những cái nhịp rơi đầu nó sẽ rơi chậm, dù nó có rơi nó cũng rơi chậm nha, và nó sẽ đợi cái trạng thái cân bằng để ra hàng. Như đây này, nó không giờ rơi thẳng đứng được, em xin cam đoan luôn, nó sẽ rơi từng nhịp đó. Đó là cái điều kiện rất tuyệt vời. Nhưng mà một khi á, thị trường chung nó đã rơi xuống dưới đây rồi nè, thì những cái nhịp dưới này là cái nhịp hoảng loạn anh chị nhé. Nó đi ngang xong rơi mạnh, nó càng rơi nó càng mạnh đó. Nên chúng ta phải nhận diện được thị trường chung nó đang ở thời điểm nào để chúng ta có cái cách giải quyết tài khoản sao cho nó phù hợp lý nhất, chứ đừng có bán trong sự hoảng loạn anh chị nhé. Đó đó là một một vài cái kiến thức để anh chị nhận biết được cái thị trường chung đó, để cách xử lý tài khoản sao cho nó phù hợp với từng giai đoạn của thị trường, nó là như vậy. Đấy, ví dụ này, thêm một vài ví dụ này nha anh chị. Đây này, rơi 2,7% này, hoảng loạn bán ra hết thì ngày sau nó bật nó tăng là chuyện bình thường. Chúng ta phải nhận diện được đây là trên rơi này, rơi rất mạnh này, tăng rất mạnh, nó rơi này, nó hồi phục rất nhanh, 1, 2, 3, 4 mất mất hai cái rơi luôn, hồi phục rất nhanh, nó rơi này, nó hồi phục rất nhanh, nó rơi cái nó tăng rất nhanh đó. Úp trên nó phải khác đao trên, đao trên thì nó rơi cách khác đao trên này. Em lấy ví dụ này, nhịp rơi đầu này nó rơi rất chậm, nó đi ngang nó rơi mạnh hơn tí nữa, xuống này nó rơi mạnh này. Đó nên mọi người chú ý cái nhịp, những cái nhịp rơi đầu đa phần nó rơi không mạnh, rơi mạnh ở nhịp sau thôi. Nên mọi người phải chú ý, phải xử lý khi mọi thứ nó ổn định. Ổn định đa phần lúc nào chúng ta cũng có một cái thời điểm tốt nhất để chúng ta bán ra thôi. Mọi người phải bình tĩnh lại đó, phải khi nào mà hoảng loạn quá thì nhớ một câu nói của em, đó là gì? Bỏ đi chơi đi, ngày mai tính ấy, ngày mai hết hoảng loạn rồi tính tiếp, còn ngày mai mà hoảng loạn nữa thì ngày mốt tính đó. Nó là như vậy, đừng có nhìn bạn đi áp lực lắm. Và ở trong cái giai đoạn hiện tại này, khi mà em đã cho mua các cổ phiếu như là Masan, Thế Giới Di Động hay là Vinhome đồ, anh chị hãy cố gắng nắm giữ cổ phiếu, chờ đợi những cái tín hiệu tiếp theo. Đó là thứ nhất. Thứ hai, mở mua mới trong giai đoạn này thì chúng ta tìm những cái câu chuyện riêng đối với doanh nghiệp, đối với những cái mẫu hình đó. Thì em cuối tuần này thì em lập được một số cái câu chuyện riêng, em ngày mai sẽ cho bên bên Room No Chat xem xét để mở mua với cái tỷ trọng vừa phải, vừa quản trị rủi ro lại vừa xem xét thử cái mẫu hình nó như thế nào, trải nghiệm cho anh chị, trải nghiệm anh chị nhé. Và đa phần như những cái cổ phiếu mà mua đúng rồi như Thế Giới Di Động này hay là CRE này đó, thì chúng ta bắt buộc phải giữ lại. Giữ lại để làm gì? Để cho nó chạy hết nhịp, dù thị trường chung có rơi nó điều chỉnh nó cũng sẽ chạy hết nhịp. Em lấy những cái ví dụ như là VPBank này, thị trường chung rơi luôn á. Đây này, đao trên nha anh chị, nhớ giai đoạn đao trên này, thị trường chung rơi thì cổ phiếu là đang trong cái đà tăng, nó sẽ tăng hết nhịp, thậm chí rơi thêm nhịp nữa này, nó vẫn phải tăng hết nhịp nó mới rơi, nó dựng lại được mà anh chị không? Nhịp rơi đầu tiên nó không rơi liền đâu, nó dựng lại được những cái nhịp rơi sau nó mà. Nên mọi người chú ý giúp em, dòng tiền lớn đi vào nó sẽ không bao giờ linh động bằng chúng ta. Chúng ta có thể mua bán trong T cộng được, nhưng nó tuyệt đối không mua bán trong T cộng được. Nên là cái vấn đề dòng tiền đi vào đúng một cổ phiếu mẫu hình đó, chúng ta cần có sự tự tin để nắm giữ. Này anh chị cứ thử tưởng tượng đi, ai mua những cái cổ phiếu này, những cái điểm mua bùng nổ dưới này lên cho đây, ví dụ nha, em lấy ví dụ tâm lý thôi đó, 15% rồi, gặp thị trường chung rơi ba phiên như thế này, thị trường chung nó rơi này đó, em lấy thị trường chung anh chị coi thời điểm đó thị trường chung rơi như thế này đó, ba phiên như thế này, dịch Covid đấy, sau Tết đấy, em nhớ không? Thì con VIB banh này làm gì? Nó đi ngang xong đi lên tiếp, thị trường chung đi ngang nó đi lên đó. Đó gọi là cái áp lực dòng tiền lớn đi vào cổ phiếu, thì cái bọn dòng tiền lớn nó không đánh tích cực được,
nó vào nó phải ra đúng ba tháng trình tự của nó. Nên cái vấn đề chúng ta sợ thị trường chung á, thì hãy nhìn vào những cái giai đoạn này để sợ này. Con nào có dòng tiền chúng ta tiếp tục nắm giữ, và phải có lòng tin đối với dòng tiền tổ chức, đối với mẫu hình, đối với cơ bản doanh nghiệp anh chị nhé. Chứ đừng bởi vì một hai phiên giảm của thị trường mà chúng ta đánh mất lòng tin. Và đôi khi một khi á, lòng tin này không chỉ ở doanh nghiệp đâu, lòng tin đối với phương pháp. Một khi chúng ta đánh mất lòng tin đối với phương pháp, chúng ta sẽ đi tìm kiếm phương pháp khác, mà không có phương pháp nào đúng mãi, và cũng không có phương pháp nào hoàn thiện nếu chúng ta không đi tới cùng đối với phương pháp đó. Chúng ta không thể nào mà thành công nếu mà chúng ta không đi tới cùng, không đi đến cùng đối với một cái phương pháp. Nên cái lời khuyên của em á, để thành công trên thị trường này, chúng ta phải có kiến thức và phải bám đuổi một cái phương pháp theo đến cùng. Trên thị trường có rất nhiều phương pháp, và phương pháp nào nó cũng hay hết á, em xin khẳng định luôn, phương pháp nào có những cái rất là hay. Tuy nhiên để thành công hay không thì phải trở thành những cái người giỏi nhất đối với phương pháp đó thì chúng ta sẽ thành công. Còn mà đẽo cày giữa đường, hôm nay thấy đúng thì theo, ngày mai thấy sai thì bỏ, thì lúc đó mãi mãi chúng ta sẽ thất bại. Vì sao? Vì em đã ở trong cái trường hợp đó anh chị nhé. Đó là những cái lời chia sẻ chân thành của em. Và để kết thúc cái chương trình này, em xin bật mí cho anh chị một cái bí mật. Cái bí mật này nó đã tồn tại rất lâu đời trên thị trường chứng khoán, và em nghiên cứu rất kỹ bí mật đó. Đó là gì? Ở những cái nhịp mà hoảng loạn của thị trường, thì thị trường chung thì dòng tiền big boy tổ chức người ta sẽ chấp nhận một cái dòng, một cái ngành nào đó, hay còn gọi là sóng ngành, sóng dòng. Và những cái thời điểm mà thị trường chung downtrend á, thì đa phần á, các cổ phiếu nó sẽ đi theo cái sóng ngành anh chị nhé. Và một khi thị trường chung nó giảm, nó sẽ xuất hiện những cái cổ phiếu tuyệt vời nhất. Và những cái cổ phiếu đó chính là những cái cổ phiếu khi thị trường chung giảm, cổ phiếu tái tích lũy lại được theo đúng cái mẫu hình đó. Và anh chị chú ý giúp em, ở trong giai đoạn sắp tới thị trường chung dao động lớn, thì những cái dòng, những cái ngành, hoặc thậm chí những cái cổ phiếu riêng lẻ nào nó tích lũy được theo những cái mẫu hình và biên độ nó dưới 15%, thì chúng ta đưa vào danh mục chờ đợi những cái điểm mua, và bất chấp cả thị trường downtrend anh chị nhé. À, đối với những cái cổ phiếu đó, nó sẽ là những cái cổ phiếu nó hút dòng tiền. Anh chị cứ thử tưởng tượng này, khi trong một cái thị trường nhàn hạ, cái thị trường mà không có sự hưng phấn, thì cái dòng tiền của tổ chức ấy, người ta nó không lan tỏa, mà người ta tập trung vào những cái dòng, những cái ngành, những cái cổ phiếu riêng lẻ có câu chuyện riêng, có mẫu hình đẹp, người ta đang tập trung, đó mới là lợi nhuận lớn anh chị ạ. Dòng tiền nó tập trung, cả thị trường cái dòng tiền thông minh nó đổ dồn về một ngành, cả thị trường nó đổ dồn về những cái cổ phiếu, thì những cái cổ phiếu ấy, nó sẽ được hưởng lợi rất lớn từ dòng tiền, và nó sẽ đi lên rất mạnh đấy. Và trong những cái thị trường chán nản, những cái thị trường đi xuống á, thì em thấy đa phần này các nhà đầu tư đều chán nản và sợ hãi, đó chính là cái điểm yếu. Chán nản sợ hãi đây có nhiều lý do. Thứ nhất, chúng ta đang bị kẹt hàng. Trường hợp thứ hai, chúng ta không dám vào lại thị trường. Vì sao? Vì chúng ta không hiểu rõ về nó, cứ tham gia là sẽ thua, cứ tham gia là sẽ thua. Đó là những cái yếu điểm của nhà đầu tư cá nhân. Và cái quan điểm của em này, thị trường nào cũng có thể trending được hết á, thị trường nào cũng có những cái món hời. Vì sao? Vì cổ phiếu, giá cổ phiếu nó là giá trị của doanh nghiệp, nó đại diện cho doanh nghiệp, nó đại diện cho quy luật cung cầu, đại diện cho dòng tiền của tổ chức, chứ nó không có đại diện cho VN Index anh chị ạ. VN Index là chỉ số chung, nó biểu hiện cho vài ngàn mã trên thị trường, nó biểu hiện cái sự tâm lý chung của thị trường, và các nhà đầu tư tổ chức dựa vào đó để thu gom hàng hóa, để phân bổ dòng tiền đi tới những cái cổ phiếu nó thích hợp. Nên là mọi người phải chú ý giúp em, trong giai đoạn tới hãy quan sát thị trường, xem dòng nào có sự tái tích lũy, dòng nào nó không gãy, thị trường chung gãy mà nó không gãy, thị trường chung gãy mà nó đi lên, thì đó chính là những cái món hời rất lớn đối với chúng ta. Và một khi mà xuất hiện cái điều đó, chúng ta hãy tập trung vốn, đánh những cái trận duy nhất thôi, chứ đừng có dàn trải vốn ra. Đó là cái lời khuyên chân thành của em. Kính chúc quý anh chị có một tuần đầu tư mới thật thành công. Em xin chào tạm biệt ạ.